Nội thất Mộc Lam Huy xin chào. Clip lần này mình giới thiệu đến các bạn một bộ sản phẩm salon gỗ gõ tay 12 chạm đào. Giá xưởng của chúng tôi là 26 triệu. Một bộ của chúng ta gồm 6 món. Một băng dài, hai ghế nhỏ, một bàn, một đôn cao và một đôn thấp. Với chất liệu là gỗ gõ 100%. Hàng chúng tôi làm là không có rác. Đó. Mặt tiền là không có rác nha. Cây cối già đẹp. Bàn thì chúng tôi làm tỷ lệ lõi rất là cao, vân rất là xoáy đều. Đó. Cây rất là già chắc chắn. Hàng này anh em lắm mộc xong chúng tôi để khô cả một tháng rồi mới sơn. Các đường nét chạm khắc của chúng tôi chạm khắc CNC hết. Đó. Rất chính xác. Rất là chi tiết. Đây, hàng này chúng tôi cũng chuẩn bị lên xe để đi giao luôn cho khách ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, xe của xưởng để sẵn ở đây. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn qua cái tay của nó. Rồi. Tay chúng tôi làm tay 12 đủ. Rất là chắc chắn. Mặt bàn, mặt ghế dày 2/2 hết. Thoải mái nha các bạn. Đó, cây cối rất là già. Đó, rất là già, rất là đẹp. Lõi không là lõi. Đây nữa. Tó đào này thì chúng tôi đục tay nhé. Tại vì máy CNC không có đục được những cái vị trí nó khuất sâu như vậy. Đó, tó đào thì đục tay. Nhưng mà các bạn thấy không? Rất là có hồn nhá. Rất là đẹp. Đó. Thì nhân tiện trước khi đi giao hàng thì Mộc Lam Huy chúng tôi tiện cho quay clip này cho các bạn tham khảo nhá. Và các bạn có nhu cầu thì cứ ghé tận xưởng bên Mộc Lam Huy chúng tôi để đặt hàng. Chúng tôi thì nhận đặt hàng cho cái khách là nhận hàng mộc luôn, cho cái khách tới coi đúng hàng đúng chất lượng rồi bắt đầu chúng tôi mới sơn. Đó, để cho chúng ta khỏi phải lăn tăn, không có sợ đi mua nhầm, phải hàng gỗ khác, gỗ pha tạp. Đó. Còn nhân tiện thì đây, mình giới thiệu luôn cho các bạn cũng có một bộ gỗ gõ tay 12 mộc mình cũng vừa đóng xong để cho các bạn coi. Đây. Đó. Các bạn nhìn cây cối ha. Rất đều, rất đẹp. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha.